Ngày xưa tao ngu, tao mới đi lấy mẹ mày. Giờ có mày rồi, tao mới phải ở đây chịu khổ. Nhìn lại cái đầu mày! Trong đời mà chẳng uống rượu, mà uống rượu thì phải say. Chồng là chồng mà ta là ta. Rượu này ngon quá. Chồng ơi, thằng chồng của ta. Mày chào làm gì các loại người như thế này? Nát rượu như thế này mày gọi là mẹ à? Đi! Con trai của mẹ đi đâu ấy? Về đây, về đây. Về đây mẹ cho ăn chuối này. Mẹ mua cái chuối cho con trai này. Con trai thích quả nào? Con ăn quả mày ạ. Ừ, để mẹ bắt cho con trai ăn nhá. Con cảm ơn mẹ ạ. Này, con ăn đi. Mày nhả ngay ra cho tao. Nhả. Mày ăn gì cái chuối của bà đó rượu này? Mày thèm lắm à? Thì tao mua cho mày hẳn một điu. Vứt đi. Bỏ ra. Đi làm. Bố mày làm gì mà quá đáng thế? Con nó ăn quả chuối thôi mà cũng phải chửi nó. Mày xem mày có thành người không? Suốt ngày nát rượu. Đi con. Rượu ngon thì phải có bạn hiền. Đi chợ thì nhiều bạn lắm rồi. Nhà có mấy cái nợ thôi. Không biết nó có ở nhà không nhỉ? Xem nào. Nợ ơi. À, tao đây. Mà gọi tao làm gì đây? Tao có rượu ngon này. Xuống đây uống với tao đi. Này. Rượu à. Bố không làm mà bố. Con trao lại đây bố bảo. Vâng. Có chuyện gì đây bố? Con à, sau này lớn lên đừng giống mẹ mày nhá, suốt ngày nát rượu. Con thấy uống rượu được như mẹ thích mà. Suốt ngày được đi chợ chơi, suốt ngày được nát rượu, lại còn mua được cả bánh kẹo với chuối về cho con ăn nữa chứ. Như bố con mình không biết uống rượu, suốt ngày phải đi làm ấy. Đúng là mẹ nào con đấy, mày thích ở với mẹ mày lắm à? Từ mai tao cho hai mẹ con mày ở với nhau, xem mẹ mày cho mày ăn cái gì, cho mày uống cái gì. Con không ở với mẹ đâu, con thích ở với bố cơ. Thế bây giờ tao hỏi mày, mày nghe tao hay là nghe mẹ mày? Dạ con nghe bố ạ. Thế nghe tao phải làm sao?
Sau này lớn lên có uống rượu như mẹ mày không? Dạ con không ạ. Thế mày hứa cho tao xem nào. Dạ con hứa, sau này lớn lên con sẽ không uống rượu, con chỉ uống nước ngọt thôi. Đúng rồi, cứ như mẹ mày á, suốt ngày nát rượu. Ngày xưa tao ngu, tao mới đi lấy mẹ mày. Giờ có mày rồi, tao mới phải ở đây chịu khổ. Không á, tao chẳng bỏ đi lâu rồi. Bố đừng bỏ đi, con ngoan lắm rồi. Có nghe lời bố không? Có. Nín đi. Trời mưa rồi, bố con mình về nhà thôi. Cái con Nang này, sao bây giờ nhìn mày nát thế? Mẹ cái con nở này, mày cũng nát như tao mà mày chửi tao như thế à? Mày không uống tao cút mày đi về thôi nhá. Chị em mình uống đi. Nở Nang thì phải đoàn kết đó. Tao không được chửi mày, và mày cũng không được phép chửi tao. Thôi thôi thôi, uống. Đây, ăn mồi đi ạ. Đây, tao cho mày chuối này. Ăn đi. Làm gì đấy? Tao đang vệ sinh. Mày gọi tao làm gì đây? Tao bỏ nhà ra đi rồi. Nhà mày có chỗ ở không? Cho tao ở tạm vài hôm. Sao lại bỏ nhà ra đi? Là sao? Mày cứ qua đón tao đi. Thế mày đang ở đâu? Tao đang ở chân dốc nhà tao. Thế chờ tao tí nhá. Ừ, ra nhanh nhá. Ừ.
mày làm gì đấy đấy? Tao sợ vợ tao nhìn thấy. Thôi đi, đi nhanh đi. Sao mày lâu thế cho tao đợi mãi? Thế mày có đi không? Đi đi đi. Đón được mày nữa là tốt lắm rồi, còn đòi tao phải nhanh à? Mày xe tao, mày không biết nhìn xe tao, xe học sinh đấy. Xe thấp. Xe này hỏng. Mày nặng. Con mũ bảo hiểm đây. Con đi đâu thế này? Em đi tìm chồng em ạ. Trời ơi, sao đi vào nhà anh Bảo? Ơ? Đi Bảo, anh có tin vui cho em đấy. Em làm gì mà để chồng em đi ra khỏi nhà thế kia? Thấy chồng em bảo là em dạo này nát rượu lắm. Việc không chịu làm, suốt ngày đi chợ xong là say rượu về còn chửi chồng, chửi con. Em là con gái mà em làm thế này thì anh thấy là buồn cho em quá. Chồng em thì tốt bấy nhiêu, chăm chỉ, cái gì cũng làm được. Em là con gái thì em cũng không biết xấu hổ à? Mấy hôm trước em có đi chợ phiên, em uống rượu, đã say rồi về nhà em còn gọi bạn em vào nhà uống rượu nữa. Lúc mà chồng em đi làm về thì bọn em có to tiếng với nhau và anh bỏ nhà đi. Em là con gái mà em đi uống rượu, em nát rượu như thế thì bản thân anh cũng không chịu được em ạ. Em cũng biết là người đàn ông ấy, người ta đến khi người ta lấy vợ, người ta xác định là lấy vợ về để cùng nhau làm ăn, vun vén hạnh phúc gia đình. Đằng này lấy phải một người vợ nát rượu như em. Thực ra thì chồng của em đang ở chỗ anh. Hả? Bố cháu ở chỗ bác á? Thì bác đưa cháu đi gặp bố cháu nhá. Ừ, thôi. Để bác nói chuyện với mẹ cháu đã. Chồng của em ấy bảo anh lên là xem là bây giờ em thế nào rồi, xem còn uống rượu như trước không. Em hứa từ nay sẽ cố gắng chăm sóc gia đình và trở thành một người vợ tốt. Anh ơi, anh cố gắng giúp em bảo với chồng em để chồng em về với hai mẹ con em nhé. Thôi được rồi, nhưng mà có thật sự là em bỏ được rượu chưa? Em bỏ được rồi anh ạ. Hay là chỉ một hai bữa xong lại quay lại tìm đến rượu? Không anh ơi, em bỏ thật rồi ạ. Bác ơi, bác gọi bố cháu về nhà nhé. Rồi, thế thì hai mẹ con ở nhà dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ nha, chuẩn bị đón bố nhá cháu nhá. Vâng. Là tầm 5 giờ là anh đón chồng em về nhá. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Em chào anh. Chào, cảm ơn bác. Rồi. Dọn nhà đi con, dọn nhà đi con nhá. Mẹ ơi, sao bố lâu về thế? Chắc là bố cũng sắp về rồi đấy. Con cứ ngủ đi, rồi chừng nào bố về mẹ gọi con. Con! À bố! Bố! Đâu, để bố xem con làm sao không? Con làm sao ạ? Chồng về rồi đấy à? Thôi hai bố con vào nhà đi. Em đi vào với chồng đi, anh đi về đây.